Thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng với nhiều quán cà phê được thiết kế độc đáo, mới lạ, thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in. Trong số đó phải kể đến mô hình cà phê Cá Coi, tuy đã xuất hiện từ lâu nhưng vẫn được nhiều người quan tâm. Các quán cà phê Cá Coi không chỉ thu hút giới trẻ bởi sự độc lạ mà còn phù hợp với mọi lứa tuổi, kể cả trẻ nhỏ nhờ không gian nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên như một ốc đảo thu nhỏ. Không gian ở đây rất là thoáng rồi mát, rồi đẹp, rồi cho con trẻ, con nhỏ nó chơi, vui đùa, có cá đồ vậy. Rồi chị đến đây chị thấy không gian đây chị rất là hài lòng, chị rất là thích. Con thường đi vào chủ nhật, không gian thì rất là yên tĩnh và vui. Mấy bé cá nó bu lại nhìn rất là đẹp, con thường chụp ảnh. Hầu hết các quán cà phê Cá Coi ở Thành phố Hồ Chí Minh đều có chung một kiến trúc cơ bản, bao gồm một hồ cạn đầy những chú cá coi đầy màu sắc và được điểm xuyết bằng những hòn đảo nhỏ, nơi khách hàng có thể ngồi thưởng thức đồ uống và tâm sự với nhau. Bên cạnh đó là không gian mở, được thiết kế với nhiều cây xanh, tạo cảm giác mát mẻ, thoáng đãng, thư giãn dành cho du khách. Cà phê Cá Coi được xem là một trong những điểm đến thú vị phù hợp với mọi lứa tuổi, kể cả trẻ nhỏ bởi không gian vô cùng độc đáo. Khách hàng có thể vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa chơi đùa với những chú cá coi tung tăng bơi lội ngay bên cạnh và có thể tự tay cho chúng ăn. Như là mình đang ở trong một khu sinh thái vậy, có hoa, có lá, có cây cối, nước nôi, cảnh vật. Ở đây độc đáo một cái là mình được hòa quyện với thiên nhiên là ở giữa luôn. Nó giống như là mình đang ngồi trên một con thuyền ở giữa dòng nước. Dù đã xuất hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh đã lâu, nhưng những quán cà phê Cá Coi vẫn thu hút được lượng khách hàng nhất định và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đến cà phê ngắm cá, thưởng thức đồ uống là một sự lựa chọn thú vị đáng để trải nghiệm.